không bị sự bức não cùng cực của các tánh thần thô trọng, không bị các cái hiện hành quá mức, không bị sự quyến luyến hiện hành quá mức, không vui, ưu tư, đồng hành với các tác ý của tưởng. Tùy từ định khởi ra ngoài kinh hành mà có ít phần thế lực của sự thanh an còn sót lại chuyển theo thân tâm. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là tướng trạng thanh tịnh của người có tác ý. Quyển 33, thứ 13, Thành Văn Địa, phần 4 của Du Gia Sứ, thứ 1. Lại Ốt Đà Nam nói, bảy tác ý ly dục và biện rộng các định, hai định, năm thần thông các tướng sanh giải biệt, quan sát nơi các đế như thật mà thông đạt, rộng phân biệt nơi tu, kiếu cánh là rốt sau. Các thầy Du Già đã đắc tác ý, đã nhập ít phần an vui trong việc tu đoạn. Từ đây về sau chỉ có hai hướng, chọn không có đường nào khác. Những gì là hai? Một, thế gian. Hai, xuất thế gian. Các thầy Du Già mới tu nghiệp kia, do tác ý đây hoặc suy nghĩ ta sẽ hướng đến con đường thế gian, hoặc suy nghĩ ta sẽ hướng đến con đường xuất thế gian. Lại nhiều tu tập tác ý trên, như tu tập rất nhiều đối với việc trên, như vậy đạt được thân khinh an, tâm tánh nhất cảnh. Trải qua tất cả thời gian ngày đêm chuyển chuyển tăng trưởng càng thêm rộng lớn. Nếu tác ý đây chuyển chuyển tương tục, bền vững mạnh mẽ, khiến phát khởi thắng giải sở duyên thanh tịnh ở nơi phẩm Samatha và phẩm Tỳ Bát Xá Na, khéo nắm giữ tướng kia. Vị kia lúc bấy giờ hoặc vui hướng đến đạo thế gian mà phát khởi ra hạnh, hoặc vui hướng đến đạo xuất thế gian mà phát khởi ra hạnh. Hỏi, có bao nhiêu loại bồ đặc giả lạc ở trong hiện pháp phát khởi ra hạnh vui hướng đến đạo thế gian, chẳng phải đạo xuất thế gian? Đáp, được có bốn loại. Những gì là bốn? Một, tất cả ngoại đạo. Hai, người ở trong chánh pháp mà căn tánh yếu kém mới tu chánh hạnh. 3. Căn tánh tùy thông lợi nhưng thiện căn chưa chín muồi. 4. Tất cả Bồ Tát vui chứng Đại Bồ Đề ở đời vị lai, chẳng phải ở hiện pháp. 4. Loại Bồ Đặc Giả là như vậy, ở trong hiện pháp phát khởi ra hạnh vui hướng đến đạo thế gian. Người phát khởi ra hạnh vui hướng đến đạo thế gian lại có 2 loại. 1. Người đầy đủ trói buộc, đó là các dị sanh. 2. Người không đầy đủ trói buộc, đó là các bậc hữu học. Việc đây lại thế nào? Chưa quán dục giới là tánh thô, quán giờ tịnh lự hoặc định hoặc sanh là tánh tĩnh, phát khởi ra hạnh ly dục dục giới, như vậy cho đến phát khởi ra hạnh ly dục vô sở hữu xứ, lại nương tịnh lự năng dẫn phát vô tưởng định và hiển phát năm thần thông, lại tức nương ở đây hoặc sanh hoặc tướng đều sẽ nói rộng. Để ly dục dục giới phải sinh tu quán hành, các thầy Du Gia do bảy tác ý mới năng đạt được ly dục dục giới. Bảy chủng tác ý là gì? Một, tác ý liễu tướng. Hai, tác ý thắng giải. Ba, tác ý xa lìa. Bốn, tác ý nhiếp lạc. Năm, tác ý quan sát. Sáu, tác ý gia hạnh rốt ráo. Bảy, tác ý quả gia hạnh rốt ráo. Sao gọi là tác ý liễu tướng? Là tác ý năng nhận biết rõ một cách chân tránh tướng thô của dục giới, tướng tĩnh của sở tịnh lự. Sao gọi là nhận biết rõ tướng thô của dục giới, tức là chân tránh tầm tư sáu việc của dục giới? Những gì là sáu? A. Nghĩa. B. Sự. C. Tướng. D. Phẩm. E. Thời. F. Lý. A. Sao gọi là tầm tư nghĩa thô của các dục? Chân tránh tìm tòi tư duy. Các dục như vậy có nhiều quá hoạn, có nhiều tổn não, có nhiều bệnh tật, có nhiều tai hại. Ở trong các dục có nhiều nghĩa quá hoạn, nói rộng cho đến có nhiều nghĩa tai hại, nên gọi là nghĩa thô. B. Sao gọi là tầm tư sự thô của các dục? Chân tránh tìm tòi tư duy. Các dục có tham dục bên trong, có tham dục bên ngoài. C. Sao gọi là tầm tư tự tướng thô của các dục? Chân tránh tìm tòi tư duy, đây là phiền não dục, đây là sự dục. Đây lại có ba dạng. 1. Nơi thuận thọ vui. 2. Nơi thuận thọ khổ. 3. Nơi thuận thọ không khổ không vui. Nơi thuận thọ vui là chỗ nương của tham dục, là chỗ nương của tâm tưởng điên đảo. Nơi thuận thọ khổ là chỗ nương của sân khoẻ, là chỗ nương của phẫn hận. Nơi thuận thọ không khổ không vui là chỗ nương của ngu si, là chỗ nương của che đậy, yêu não dối nịnh, không tàng không quý, là chỗ nương của nhận thức điên đảo. Như vậy nên tránh tầm tư, các dục là sự theo đuổi của các cảm thọ cực ác, là sự theo đuổi của các phiền não cực ác. Đây là tầm tư tự tướng thô của các dục. Sao gọi là tầm tư cộng tướng của các dục? Chân tránh tìm tòi tư duy, tất cả các dục đây chịu sự theo đuổi, chịu sự trói buộc của sanh khổ lão khổ, cho đến cầu không được khổ. Những kẻ thọ dục chuyển theo sự trói buộc truy đuổi của đầy đủ các dục, cũng vì chưa thoát khỏi pháp sanh. Dù các dục kia khả ái thủ thắng đến đâu cũng chỉ là tạm thời có. Đây gọi là tầm tư cộng tướng của các dục. D. Sao gọi là tầm tư phẩm thô của các dục?
Trần Chánh tìm tòi tư duy, các dục như vậy đều rơi trong phẩm hắc, giống như xương khớp, như máu thịt, đồng máu, như bó đuốc cỏ, như than lửa, như rắn độc lớn, như chiêm bao, như mượn vật trang sức, như quả chín đầu cành. Những kẻ truy cầu các dục ở trong các dục lãnh thọ các khổ do truy cầu gây nên, lãnh thọ các khổ do bao quản giữ gìn gây nên, lãnh thọ các khổ do hoại mất tình thần thuộc gây nên, lãnh thọ các khổ do không biết chán đủ gây nên, lãnh thọ các khổ do không tự tại gây nên, lãnh thọ các khổ do ác hạnh gây nên. Tất cả như vậy nên biết như trước đã nói. Như Đức Thế Tôn dạy rằng tập quen gần gũi các dục sẽ có nằm quá hoạn. Một, các dục kia rất ít vị ngọt ngọt, nhiều các khổ não, nhiều các quá hoạn. Hai, các dục kia khi đã tập quen gần gũi khiến không nhàm chán, khiến không thỏa mãn, khiến không no đủ. Ba, các dục kia thường bị chư Phật và đệ tử Phật, các bậc hiền thiện, chánh hạnh, chánh trí dùng nhiều phương tiện của mắng chê trách. Bốn, các dục kia lúc đã tập quen gần gũi năng khiến các kết sử tích tụ tăng trưởng. Năm, các dục kia lúc đã tập quen gần gũi thì không có nghiệp ác bất thiện nào mà không làm. Các dục như vậy khiến không biết nhàm đủ, nhiều sự hợp lại mà có, là nhân của hành phi pháp, hành ác khiến tăng trưởng ái dục, là điều mà bậc trí phải xa lìa, nhanh chóng hướng đến tiêu diệt. Nơi gởi các duyên là lãnh địa chứa chấp sự phóng dật nguy hại, là pháp của hương ngụy vô thường hoại mất, giống như trò viễn hóa lừa dối mê hoặc kẻ ngu. Hoặc dục ở hiện pháp, hoặc dục ở hậu pháp, hoặc dục của cõi trời, hoặc dục của cõi người, tất cả đều là chỗ hành của ma, chỗ trú của ma. Nơi đây nương ý năng sanh vô lượng pháp ác bất thiện như tham sân giận cãi. Dục đây năng làm chướng ngại các thánh đệ tử đang tu học chân chánh. Do hết thảy nhân duyên sai khác như vậy nên phần nhiều các dục rơi vào phẩm hắc, đây gọi là tầm tư phẩm thô của các dục. E ra gọi là tầm tư thời thô của các dục. Chân chánh tìm tòi tư duy, các dục như vậy ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại và mọi thời ở mọi lúc, nhiều các quá hoạn, nhiều các tổn não, nhiều các tai họa, nhiều các bệnh tật, đây gọi là tâm tư thời thô của các dục. F sao gọi là tâm tư lý thô của các dục. Chân chánh tìm tòi tư duy, các dục như vậy cần tư lượng lớn, cần truy cầu lớn, ra nhiều công sức và vô lượng vô số sự nghiệp công sao khác mới có thể nhóm họp, sanh khởi, tăng trưởng. Lại các dục kia, tuy tốn nhiều công sức mới được sanh khởi tăng trưởng, nhưng tất cả phần nhiều nhiếp thọ các việc bên ngoài, đó là cha mẹ, vợ con, tôi tớ, bạn bè, quyến thuộc, hoặc để đối trị sắc thân tứ đại thô trọng bên trong của bản thân, đó là cơm cháo nuôi dưỡng, thường phải che đậy, xoa bóp, tắm rửa. Nhìn khi thần này hủy hoại, tì tán, tiêu diệt, theo đó vô số khổ não sanh khởi, thức ăn năng đối trị các khổ đói khát, y phục năng đối trị các khổ lạnh lòng, lạnh nóng và năng che đậy những chỗ đáng xấu hổ. Giường nằm năng đối trị các khổ do mệt nhọc ngủ nghỉ và năng đối trị các khổ do an trú kinh hành. Thuốc năng đối trị các khổ bệnh tật, cho nên các dục chỉ năng đối trị thuận theo chỗ sanh khởi trùng trùng khổ não. Lúc thọ dụng không nên nhiễm đắm, chỉ nên tránh niệm. Tế như người bị bệnh nặng bức bách chỉ vì trừ bệnh mà phải uống thuốc. Lại có các dục kia có trí giáo lượng, chứng biết có là có tướng thô. Lại có dục kia có sở hữu tướng thô như vậy, trí kiến bên trong của ta hiện truyền. Lại các dục kia có tỷ độ lượng, biết là có tướng thô. Lại các dục kia từ vô thủy đến nay, bản tánh thô uế, pháp tánh thành tựu, pháp tánh khó nghĩ bản, không nên nghĩ bản, không nên phân biệt. Đây gọi là tầm tư lý thô của các dục. Như vậy gọi là do sáu sự nên nhận biết rõ tướng thô của các dục, dục giới. Lại năng nhận biết rõ sở hữu tướng tĩnh của sơ tịnh lự, đó là tất cả tánh thô của dục giới ở sơ tịnh lự đều không chỗ có. Do lìa các tánh thô của dục giới ở trong sơ tịnh lự nói là có tánh tĩnh. Đây gọi là nhận biết rõ tướng tĩnh của sơ tịnh lự, tức là do tác ý định niệm như vậy. Ở dục giới biết rõ là tướng thô, ở sơ tịnh lự biết rõ là tướng tĩnh. Đây gọi là tác ý lưu tướng. Ở tác ý đây, sự văn từ vẫn còn gián đoạn xen tạp. Vị kia đã tầm tư như lý như vậy, từ đây về sau vượt qua văn tư chỉ ứng dụng tu hành, phát khởi thắng giải ở nơi tướng sở duyên tu tập Samatha, tỷ bát xá na, đã tu tập rồi luôn phát khởi thắng giải ở nơi tướng thô tướng tĩnh, đã tìm tòi tư duy, như vậy gọi là tác ý thắng giải. Vị kia ở nơi thắng giải đây khéo tu khéo tập, khéo tu tập nhiều làm nhân duyên, ban đầu sanh khởi đạo đoạn trừ các phiền não, tức là tác ý đồng hành đạo đoạn trừ phiền não sanh khởi, đây gọi là tác ý xa lìa. Do ban đầu năng đoạn trừ các phiền não cần phải đoạn trừ trước tiên của dục giới và năng trừ khiển tánh thô trọng của phẩm phiền não kia, từ đây về sau vui thích trong việc đoạn trừ, vui thích trong việc xa lìa.
Trong sự tu đoạn biết được công đức thủ thắng nên riêng chứng chút phần hỷ lạc của sự xa lìa. Vì bốn đoạn chủ hôn trầm thủy miên trạo cử, vào thời gian này tác ý hân lạc, sanh sâu vui mừng hớn hở. Vào thời gian kia tác ý chán lìa, sanh sâu nhàm chán họa họa. Như vậy gọi là tác ý nhiếp lạc. Vị kia do vùi đoạn, vùi tù như vậy, tránh tu gia hạnh, giữ gìn phẩm thiện pháp. Hoặc đi hoặc đứng các phiền não truyền hệ buộc dục giới không hiện hành trở lại. Bèn khởi nghĩ này, ta này ở trong các dục có phiền não tham dục mà không nhận biết, hay là không có chăng? Để quan sát sâu kỹ sự việc như vậy, cần dùng tác ý tư duy theo một chủng tướng tịnh diệu khả ái. Do vẫn còn chưa vĩnh viễn đoạn tận các tùy miên, cho nên lúc tư duy tướng tịnh diệu ấy, vị kia lại phát khởi tầm tập quen gần gũi. Tâm đi đến tập quen gần gũi, tâm nhập vào tập quen gần gũi, không thể an trụ nơi xa, không thể nhàm chán hủy hoại, không thể chế phục trái lìa. Lúc bấy giờ vị kia khởi nghĩ, ta chưa giải thoát khỏi các dục, tâm ta vẫn chưa chứng đắc giải thoát thật sự, tâm ta vẫn bị chế phục bởi các hành, như nước bị ngăn lại, chưa chế phục được tánh pháp. Ta này vì muốn vĩnh viễn đoạn trừ các tùy miên nên phải nỗ lực siêng năng an trụ vui đoạn vui tu, như vậy gọi là tác ý quán sát. Từ đây càng thêm vui đoạn vui tu, tu tập samatha tì bát xá na cẩn trọng quan sát, tu tập đối trị thời thời quan sát chỗ đã đoạn trước. Do nhân duyên đây, từ tất cả phiền não trói buộc thuộc dục giới, tâm thoát khỏi sự trói buộc của nó. Đây chỉ do phương tiện điều phục tạm thời, chẳng phải vĩnh viễn đoạn hại rốt ráo chủng tử. Đường lúc bấy giờ đối với sở tịnh lự, đạo gia hạnh tu tập trước kia đã được rốt ráo, nên năng sanh khởi tất cả tác ý để đối trị phiền não, đây gọi là tác ý gia hạnh rốt ráo. Từ đây tu tập không gián đoạn, do nhân duyên đầy chứng nhập căn bản sơ tịnh lự định, tức là tác ý đồng hành với căn bản sơ tịnh lự định, đây gọi là tác ý quả gia hạnh do giáo. Lại trong giai đoạn tác ý xa lìa, tác ý nhiếp lạc hiện tại chuyển chuyển khiến thần vui thích, đi sảnh hỷ lạc, vào thời gian sau hiện tiền mỏng dần. Lúc tác ý gia hạnh rốt ráo chuyển chuyển, hỷ lạc kia chuyển chuyển tăng trưởng rộng lớn, vào thời gian sau hiện tiền càng thêm sâu thẳm. Lục tạng ý quả gia hạnh rốt ráo chuyển, đi sanh hỷ lạc trải khắp thân phần, không đâu không dùng mãn, không hề gián đoạn. Bây giờ vị kia xả lìa các dục, xả lìa tất cả pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, đi sanh hỷ lạc ở sơ tịnh thự viên mãn năm tri, đầy đủ an trụ, đây gọi là an trụ quả tu đối trị dục giới, cũng gọi là tùy chứng đắc ly dục giới. Lại do tạng ý liêu tướng, đang tránh rõ biết điều nên đoạn trừ, đang tránh rõ biết điều nên chứng đắc, vì đoạn nên đoạn, vì đắc nên đắc, tâm sanh khởi mong muốn tác ý thắng giải. Vì đoạn vì đắc nên tránh phát khởi gia hạnh, tác ý xa lìa năng xả sở hữu phiền não bậc thượng, tác ý nhiếp lạc năng xả sở hữu phiền não bậc trung, tác ý quán sát năng đối với điều đã chứng đắc, xa lìa tầng thượng mạng nơi tâm an trụ, tác ý gia hạnh rốt ráo năng xả sở hữu phiền não bậc hạ, tác ý quả gia hạnh rốt ráo năng tránh lãnh thọ quả của việc cho tụ tập tác ý kiềm lại, hoặc tác ý liễu tướng, hoặc tác ý thắng giải, gọi chung là tác ý tùy thuận, đồng hành với sự đối trị là nhàm chán hủy hoại, hoặc tác ý xa lìa, hoặc tác ý gia hạnh rốt ráo, gọi chung là tác ý đối trị, đồng hành với sự đối trị là đoạn, hoặc tác ý nhiếp lạc gọi là tác ý đối trị, và tác ý thuận thành tịnh, hoặc tác ý quán sát gọi là tác ý thuận quán sát. Ngoài ra bốn chủng tác ý nên biết nhiếp vào trong sáu tác ý, đó là tác ý tùy thuận, tác ý đối trị, tác ý thuận thành tịnh và tác ý thuận quán sát. Như sơ tịnh lợi định có bảy chủng tác ý thì đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lợi định và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ định, nên biết mỗi định cũng có bảy chủng tác ý. Nếu muốn chứng nhập đệ nhị tịnh lợi thì đối với có tầm có tứ của sơ tịnh lự địa, nhận biết rõ tướng thô, đối với không tầm không tứ của đệ nhị tịnh lự địa, nhận biết rõ tướng tĩnh, nên biết đây gọi là tác ý liễu tướng. Vị kia đã chứng nhập sơ tịnh lự định, đắc sơ tịnh lự, lại năng tránh rõ biết ở nơi các tầm tứ quán là tánh thô. Nếu ở định đây, nơi duyên ban đầu thoát khởi, hành cảnh vội vàng sơ sài, tánh ý lời thô gọi là tầm. Ở nơi duyên kia, theo kia mà phát khởi, theo kia mà hành chuyển, hành cảnh trọng rãi chi tiết, tánh ý lời tế, gọi là tứ. Lại tránh rõ biết tầm tứ như vậy là tầm pháp tánh, khi tầm sanh thời sanh cũng có tương ưng, cùng một duyên chuyển. Lại tránh rõ biết tầm tứ nhiếp thuộc quá khứ vị lai hiện tại như vậy, nương bên trong sanh, nhiếp thuộc trốn bên ngoài. Lại tránh rõ biết tầm tứ như vậy, từ nhân mà sanh, từ duyên mà sanh, hoặc tăng hoặc giảm, không tồn tại lâu, hiện hữu tạm thời, hiện tiền thoáng chốc, khiến tâm lao xao, khiến tâm tán động,
Hành truyền không vắng lặng, lúc mong cầu địa cao hơn, bị khổ đuổi theo, cho nên đây đều nhất thuộc phẩm hắc, đuổi theo các dục có được chút phần lợi ích của ly sanh hỷ lạc, tùy địa sở tại, tự tánh năng khiến có tướng như vậy. Ở thời gian lâu, sở duyên tâm hành có tầm có tứ, hành chuyển lao sao không được vắng lặng. Nếu biết có trùng trùng hành tướng như vậy, tức ở nơi tầm tứ biết rõ tướng thô, lại tránh rõ biết không tầm không tứ, đệ nhị tịnh lự, tất cả tướng thô như ở sơ tịnh lự địa đều không chỗ có, cho nên tuyên thuyết đệ nhị tịnh lự có tướng tĩnh. Nếu muốn chứng nhập đệ nhị tịnh lự, nên đều xa lìa tất cả tướng thô kia, tùy theo chỗ thích hợp mà có tác ý khác nhau, nên biết như trước như vậy. Cho đến muốn, nếu muốn chứng nhập phi tưởng, phi tưởng xứ định ở trong các địa kia, tùy theo chỗ thích hợp nên biết, đều có bảy chủng tác ý, lại khắp ở tất cả địa giới, từ dục giới chuyển lên đến vô sở hữu xứ, đều có tướng thô. Tướng thô lược có hai loại, một so với các địa trên thì địa dưới là không tịch tĩnh vì trụ khổ nhiều hơn, hai so với địa trên thì địa dưới có thọ mạng thời phần ngắn hơn, còn địa trên có thọ mạng thời phần ít giảm dần. Hai tướng thô đây là do sáu sự như trước đã nói, tùy theo đó mà tư duy đúng đắn. Nếu vui muốn ly dục của địa này để chuyển lên địa cao hơn, thì tư duy tướng tĩnh của địa kế tiếp so với địa muốn vượt khỏi, lần hồi cho đến chứng đắc quả gia hạnh rốt ráo. Lại nữa, nói ly dục thì ly có hai loại, một ly sự tương ưng, hai ly cảnh giới. Dục có hai loại, một phiền não dục, hai sự dục, lì pháp ác bất thiện. Đây do phiền não dục làm nhân khiến phát sanh trùng trùng pháp ác bất thiện, tức là thần hành ác, ngữ hành ác, như cầm gậy cầm dao, đấu tranh kiện tụng, dối trá, lừa gạt, nói vọng ngữ, do đoạn trừ những điều kia nên nói là lì pháp ác bất thiện. Có tầm có tứ, do ở nơi tầm tứ chưa thấy được quá thất, ở nơi tự địa vẫn còn tầm tứ các thiện đối trị dục giới, cho nên gọi là có tầm có tứ lì, vì đã đạt được tác ý gia hạnh rốt ráo. Sanh do đầy làm nhân, do đầy làm duyên, sanh khởi không gián đoạn, cho nên gọi chung là ly sanh. Hỷ lạc vì đã đạt được nghĩa mong muốn, và ở nơi hỷ chưa thấy quá thất, vì tất cả thô trọng đã trừ diệt và đã đạt được hình hàn rộng lớn, thần tâm điều nhu thích ý, có khả năng khảm nghiệm, gọi là hỷ lạc. Sơ, từ dục giới mới tiến lên, mới đạt được, đừng thuận theo số thứ tự thì gọi đây là sơ. Tịnh lự ở nơi một sở duyên buộc niệm tịch tĩnh, tránh tư duy chiêm nghiệm sâu nên gọi là tịnh lự. Đầy đủ vì đã đạt được tác ý quả gia hạnh rốt ráo. An trụ vào lúc sau do sự tu tập đạt được nhiều thành tựu, được đầy sở thích, được không khó khăn, được không ngăn ngại giết giắm. Ở trong tịnh lự định tâm, ngày đêm năng tránh thuận theo thú hướng nhập vào, từ chỗ vui thích cho đến năng tránh an trú trong 7 ngày 7 đêm, gọi là an trụ. Lại ở nơi tướng tà mà địa có tầm có tứ, tâm năng xả bỏ. Ở nơi tướng tam ma địa không tầm không tứ, buộc niệm an trụ. Ở nơi cảnh giới sở hành vội vàng sơ sài, năng tránh xa liệt. Ở nơi cảnh giới sở hành chậm rãi chi tiết, tâm an trú, chuyển trong một vị tịch tĩnh, cực tịch tĩnh, cho nên nói là tâm tứ tịch tĩnh, bên trong thầy đều thành tịnh. Lại vì kia ở trong tam muội không tầm không tứ, xuyên suốt tụ tập nên vượt qua vị tâm tứ có gián đoạn, có khuyết hở, năng tránh đạt được vị không gián đoạn, không khuyết hở, cho nên nói là tâm nhất thủ hướng. Không tầm không tứ, tất cả tầm tứ thải đều đoạn trừ. Định vì đã đạt được tác ý gia hạnh rốt ráo. Sanh do đầy làm nhân, do đầy làm duyên, phát sanh không gián đoạn, cho nên gọi là định sanh. Hỷ lạc vì đã đạt được nghĩa như mong muốn, lại ở trong hỷ chưa thấy quá thất, có hần có hỷ, vì tất cả thô trọng các phẩm phiền não, tất cả tầm tứ ở sơ tịnh lự đều xa lìa, hình an rộng lớn năng đối trị kia, thần tầm điều nhu về khả năng đuổi theo lạc, gọi là có hỷ lạc. Đệ nhị, nương thuận theo số thứ tự thì đây gọi là đệ nhị, như vậy còn lại nên biết đều như trước. Lại ở nơi tướng hỷ kia thấy sâu quá thất, cho nên nói là lìa ham muốn đối với hỷ. Lại lúc bấy giờ xa lìa hai trùng tai họa nhiễu loạn tâm, đang ở nơi đệ tam tịnh lự lìa hỷ nhiếp trì tâm. Ở trước đệ nhị tịnh lự đã lìa tầm tứ, nay ở trong đây lại lìa hỷ, cho nên nói là an trụ nơi xả. Hai pháp sau năng nhiễm loạn tâm, hai pháp sau năng nhiễu loạn tâm chướng ngại sự xả vô gián. Một, vì trong sơ tịnh lửa có tầm có tứ, khiến cho sự xả vô gián không vận chuyển tự tại được. Hai, ở đệ nhị tịnh lửa do có hỷ khiến cho sự xả vô gián cũng không vận chuyển tự tại được, cho nên xả đây ở sơ tịnh lửa và đệ nhị tịnh lửa đều không có.
Do nhân duyên đầy người tu tịnh lự ở đệ tam tịnh lự mới gọi là có xả. Để có xả như như an trụ sở hữu chánh niệm, như vậy tưởng đồng hành với hỷ kia và tác ý không hiện hành trở lại. Nếu trong đệ tam tịnh lự đây mà không khéo tu tập, một khi bị thất niệm thì tưởng đồng hành hỷ kia và tác ý có lúc hiện hành trở lại. Vừa mới thoạt hiện liền nhanh chóng dùng tuệ thông đạt, năng tránh biết rõ, để theo chỗ sanh khởi đều không chịu thọ, phương tiện xả bỏ, trừ diệt nhổ bỏ, tâm trụ xả bậc thượng, cho nên nói là có chánh niệm chánh biết. Vị kia lúc bấy giờ an trụ xả như vậy, chánh niệm chánh biết, thân cận tu tập, nhiều tu tập khiến tâm phấn tấn vui mừng, đồng hành thọ hỷ liền được trừ diệt. Vì lìa hỷ tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh và tâm thọ trái với hỷ sanh khởi, bấy giờ sắc thân ý thân lãnh nạp thọ lạc và lạc khinh an, cho nên nói là có lạc thuần thọ. Các địa từ đệ tam tịnh lự trở xuống không có lạc và xả vô gián như vậy. Các địa từ đệ tam tịnh lự trở lên tuy lại có thể chứng đắc xả vô gián mà không có lạc, vì xả và lạc của các địa dưới đều không có, còn các địa trên có xả mà không lạc. Cho nên nói ở địa đây chư thánh tuyên nói là đệ tam tịnh lự, nhưng nơi đây bồ đào giả là đã được an trú đầy đủ niệm xả cùng với chánh biết trụ lạc thuần thọ, đầy đủ an trụ đệ tam tịnh lự, nói chư thánh đó là Phật Thế Tôn và các đệ tử. Lại nữa, trong đây vì thế lực của chủng loại đối trị giống nhau nên lược không nói đối trị lạc đoạn, mà chỉ nói lạc đoạn sở tác của đối trị. Trong đây những gì gọi là đối trị đó là xả niệm cùng với chánh biết, do tức ở đây luôn tu tập mới năng xả bỏ, khiến không ra khỏi đệ tam tịnh lự các lạc thù thắng của đệ tam tịnh lự địa, cho nên nói do lạc đoạn vậy. Người tu tịnh lự tức lúc bấy giờ đều vượt qua sở hữu khổ vui, do nhân duyên đầy hoặc sở đoạn trước hoặc sở đoạn hiện tại đều gọi chung là lạc đoạn khổ đoạn. Yêu hỷ diệt trước tiên, vì cớ sao? Bởi lẽ lúc nhập đệ tứ tịnh lự định thọ lạc dứt, lúc nhập đệ nhị tịnh lự định thọ khổ dứt, lúc nhập đệ tam tịnh lự định thọ hỷ mất, lúc nhập sơ tịnh lự định thọ yêu mất. Trong đây hai thọ khổ lạc dứt nên nói còn lại cái thọ không khổ không lạc, cho nên nói vị kia bấy giờ không khổ không lạc, từ sơ tịnh lự tất cả tai họa của địa dưới đều đã đoạn dứt, đó là tầm tướng hỷ lạc, hơi thở ra hơi thở vào, do kia đoạn giả niệm thanh tịnh sáng sạch, do nhân duyên đầy lúc tránh nhập định đệ tứ tịnh lự, tâm trụ vô động xả lìa tất cả động loạn, cho nên nói xả niệm thanh tịnh. Đệ tứ tịnh lự nên biết tướng đây như sơ tịnh lự trước đã nói. Lại nữa, về lấy hư không mà phát khởi thắng giải, ở chỗ có các tướng sành vàng đỏ trắng, có tưởng hiển sắc, nhưng do không hiển hiện và do nhàm chán muốn xa lìa nên đều có thể vượt qua, cho nên nói vượt qua tưởng sắc, do không hiển hiện vượt qua tưởng kia. Lấy đây làm nhân nên ở nơi chỗ có các hiển sắc hòa hợp tích tụ thành trùng trùng phẩm lại kia, có tưởng chướng ngại đều được trừ diệt, cho nên nói tưởng có đối ngại diệt mất. Do xa lìa các tưởng lấy đây làm nhân nên ở nơi chỗ có trùng trùng tụ sắc kia, có các tưởng như ăn uống y phục bình bổn xe cộ và trang sức quân vườn nhà thành chuyển chuyển sai biệt nhưng không tác ý chuyển theo, cho nên nói không tác ý theo trùng trùng tưởng. Sau khi đoạn trừ trùng trùng tưởng có sắc, tưởng có đối ngại, pha khởi thắng giải tưởng hư không vô biên, cho nên nói nhập hư không vô biên. Do đã vượt qua phần cận cho đến tác ý gia hạnh do giáo, ngày đó nhập căn bản định kế tiếp, tác ý quả gia hạnh do giáo, cho nên nói đầy đủ an trụ không vô biên xứ. Nên biết trong đây hoặc nương phần cận cho đến chờ nhập căn bản định kế tiếp chỉ duyên nơi hư không, hoặc đã nhập căn bản định kế tiếp cũng duyên hư không, cũng duyên sở hữu các uẩn của tự địa. Lại trong phần cận cũng duyên sở hữu của ẩn các uẩn của địa dưới. Lại nữa, nếu do thức đây ở nơi hư không vô biên mà phát khởi thắng giải, phải biết thức đây tương ứng với thắng giải tướng hư không vô biên. Nếu muốn nhập thức vô biên xứ, trước nên xả tưởng hư không vô biên xứ, tức là nương thức kia kế đến khởi thắng giải hành tướng vô biên, bấy giờ vượt qua phần cận căn bản của không vô biên xứ, cho nên nói vượt qua tất cả không vô biên xứ nhập thức vô biên, do kia vượt qua sở hữu phần cận thức vô biên xứ, cho đến tác ý gia hạnh do giáo, ngay đó nhập căn bản định kế tiếp, tác ý quả gia hạnh do giáo, cho nên nói đầy đủ an trụ thức vô biên xứ. Lại nữa, từ thức vô biên xứ lúc cầu tiến lên địa cao hơn, để ở ngoài thức đây mong cầu cảnh khác đều không chỗ được, tức là các sở hữu cảnh tánh tương ưng hoặc sắc hoặc phi sắc, lúc vị kia mong cầu cảnh giới đều không chỗ được,
vượt qua phần cận và dùng căn bản thức vô biên xứ phát khởi thắng giải cảnh khác đều không. Đây gọi là thắng giải giả tưởng vô sở hữu, tức ở nơi thắng giải giả tưởng như vậy. Vì nhiều tu tập năng vượt qua tất cả phần cận vô sở hữu xứ, cho đến đắc ý gia hạnh rốt ráo, ngay đó nhập căn bản định, đắc ý quả gia hạnh rốt ráo. Cho nên nói vượt qua tất cả thức vô biên xứ, không còn một chút sở hữu đầy đủ an trụ vô sở hữu xứ. Lại nữa, từ vô sở hữu xứ muốn cầu tiến lên địa cao hơn, do tưởng ở nơi vô sở hữu xứ, khởi tưởng thô, liền năng xả bỏ tưởng vô sở hữu xứ đây. Do nhân duyên đây lúc trước nhập vô sở hữu xứ, định vượt qua tất cả tưởng có sở hữu, này lại vượt qua tưởng không sở hữu, cho nên nói phi hữu tưởng, tức là hoặc tưởng có sở hữu hoặc tưởng vô sở hữu, phi vô tưởng, không phải như vô tưởng và diệt tận định. Tất cả các tưởng thảy đều tận diệt, chỉ có tưởng phi tế, duyên cảnh vô tướng mà chuyển, cho nên nói phi tưởng phi phi tưởng. Tức lúc khởi thắng giải đối với xứ đây, vượt qua tất cả phần cận, căn bản vô sở hữu xứ và phần cận phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến đắc ý gia hạnh rốt ráo, ngay đó nhập căn bản định, đắc ý quả gia hạnh rốt ráo, cho nên nói vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đầy đủ an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lại nữa, trong đây lúc nhập tịnh lự định, tướng trạng của thân như ở trong nhà trống, lúc nhập vô sắc định, tướng trạng của thân như ở nơi hư không. Phải biết trong đây, do sinh tu gia hạnh tướng Samatha, an trụ xả bậc thượng. Lại nữa, nương tịnh lự, nên biết năng nhập vào hai định vô tâm, một, vô tưởng định, hai, diệt tận định. Vô tưởng định chỉ có các dị sanh do dùng phương tiện tác ý trái lìa xả bỏ tưởng mà năng nhập. Diệt tận định chỉ có các bậc thánh do dùng phương tiện tác ý ngừng dứt tưởng, thọ mà năng nhập. Hai định như vậy do hai phương tiện tác ý mà nhập vào. Vô tưởng định do tác ý trái lìa tưởng dùng làm tiền dẫn, siêng tu gia hạnh, dần dần năng nhập. Diệt tận định do từ phi tưởng phi phi tưởng xứ muốn cầu tiến lên địa cao hơn, nên dừng nghỉ tác ý sở duyên làm tiền dẫn, siêng tu gia hạnh, dần dần năng nhập. Nếu các dị sanh khởi nghĩ như vậy, các tưởng như bệnh, các tưởng như ung nhỏ, các tưởng như mũi tên, chỉ có vô tưởng là tịch tĩnh vì diệu. Do vậy, kia nhiếp thọ tác ý trái lìa tưởng. Cả trong sự sanh khởi tất cả tưởng, tình cần tu tập tác ý không niệm. Do tu tập đầy làm nhân duyên, trong đạo gia hạnh thì có vị tâm, tâm vô gián định. Vô gián định, tâm không truyền trở lại. Như vậy, tác ý lìa tưởng làm tiền dẫn, đã lìa tham biến tịnh nhưng chưa lìa tham quảng quả, các tâm tâm pháp diệt. Đây gọi là vô tưởng định. Do phương tiện như vậy, chứng đắc định đây. Nếu các bậc thánh đã chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, lại muốn tạm thời an trụ nơi tịch tĩnh, nương theo phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tâm cầu tiến cao hơn. Lúc tâm như vậy, cầu sở duyên của cõi cao hơn, lại thêm không sở đắc. Vì không sở đắc nên diệt mà không chuyển. Như vậy các bậc hữu học đã lìa tham vô sở hữu, hoặc A-la-hán đắc ý tưởng cầu an trụ, tạm thời làm tiền dẫn. Các tâm tâm pháp diệt gọi là diệt tận định. Do phương tiện như vậy, chứng đắc định đầy. Lại nữa, nương tịnh lự phát khởi năm thần thông. Phát khởi như thế nào? Nghĩa là người hành tịnh lự đã đắc căn bản tịnh lự thành tịnh. Tức dụng tịnh lự thành tịnh như vậy làm chỗ nương tựa. Do lực lắng nghe thọ trí chánh pháp về năm thần thông tăng thượng, khiến khéo rốt ráo. Đó là tạo ý tư duy ở nơi thần cảnh thông, túc trụ thông, thiên nhĩ thông, sanh tử trí thông, tâm giải biệt thông. Lại phát khởi tác ý định địa, nên biết rõ nghĩa, biết rõ pháp. Vì biết rõ nghĩa, biết rõ pháp nên tu tập sửa trị tâm. Do tu tập nhiều tu tập như vậy nên có thời có phần phát sanh quả tu là năm thần thông. Lại tức biết rõ nghĩa, biết rõ pháp như vậy, vì muốn dẫn phát các thần thông nên tu 12 tưởng. Những gì là 12? Một, tưởng nhẹ bỏng. Hai, tưởng nhu nghiến. Ba, tưởng không giới. Bốn, tưởng thân tâm hòa hợp. Năm, tưởng thắng giải. Sáu, tưởng thứ tự tùy nhớ các hành đã thọ. 7. Tưởng hội tụ, trùng, trùng, dạng loại âm thanh. 8. Tưởng sắc tướng quang minh. 9. Tưởng các sắc biến đổi do phiền não. 10. Tưởng giải thoát. 11. Tưởng thắng xứ. 12. Tưởng biến xứ. 1. Tưởng tưởng nhẹ bổng. Do tưởng đây nên thân phát khởi thắng giải nhẹ nhàng cất lên, hoặc như đầu bồng đầu là miền, hoặc như sợi tơ, hoặc như gió thoảng. Do phát khởi tác ý thắng giải như vậy, nên ở các nơi trốn khác nhau, thân chuyển nhẹ nhàng, đó là từ giường cất nhẹ đặt lên ghế, từ ghế cất nhẹ đặt lên giường, từ giường cất nhẹ đặt lên thảm cỏ, từ thảm cỏ cất nhẹ đặt lên giường. 2. Tưởng nhu nhuyến. Do tưởng đây nên phát khởi thắng giải thần mềm mại, hoặc như túi bông, hoặc như lông thú, hoặc như lụa mềm. Tưởng nhu nhuyến đầy trưởng giữa nhiếp thọ tưởng nhẹ bổng, khi nhiếp thọ khiến tưởng nhẹ bổng tăng trưởng rộng lớn.
Ba tưởng không giới, do tưởng đây trước, nơi thần mình đã phát khởi thắng giải tưởng nhẹ bỏng và tưởng nhu nhuyễn, nên đến đi tùy thích. Nếu trong không trung có các sắc tích tụ làm chướng ngại, bây giờ liền phải theo ý thắng giải, tức nơi sắc kia, tác thắng giải hư không, để có thể đi qua mà không bị ngăn ngại. Bốn tưởng thân tâm hòa hợp, do tưởng đây hoặc dùng tâm hòa thuận với thân, hoặc dùng thân hòa thuận với tâm. Do đây khiến tâm chuyển chuyển nhẹ bổng, chuyển chuyển nhu nhuyễn, chuyển chuyển có đủ lực kham năng, chuyển chuyển trong sáng, tùy thuận tâm hay thuộc tâm, đương tâm mà chuyển. Năm tưởng thắng giải, do tưởng đây nên hiểu biết chuyển xa thành gần, chuyển gần thành xa, chuyển thô thành tế, chuyển tế thành thô, chuyển đất thành nước, chuyển nước thành đất. Như vậy mỗi một đại chủng khác nhau, chuyển đổi qua lại lẫn nhau giống như thắng giải do biến hóa tạo thành, hoặc sắc biến hóa, hoặc thành biến hóa do tu tập thành tựu viên mãn nằm tưởng đây, nên lãnh thọ chủng chủng vi diệu của thần cảnh thông. Hoặc từ một thân thị hiện nhiều thân là do tưởng thắng giải hiện hóa, hoặc từ nhiều thân thị hiện một thân là do tưởng thắng giải ẩn hóa, hoặc dụng thân này đi qua các loại như tưởng vách hào rãnh, các vật cản trở, cản hiểm trở không bị trở ngại, hoặc ở nơi đất trồi lên thổ xuống như ở trong nước, hoặc ở trong nước dòng nước chảy đến lui qua lại như đi trên đất, hoặc như chim bay ngồi thế kết già vọt lên không trung, hoặc có uy lực rộng lớn lấy tay sờ mặt trời mặt trăng, hoặc dụng thân đầy đến các phạm thế rồi tự tại quay về. Nên biết các loại thần biến như vậy đều do thắng giải nhiếp thọ tưởng nhẹ bổng, tưởng nhu nhuyễn, tưởng không giới, tưởng thân tâm hòa hợp, tùy theo điều mong muốn tất cả đều có khả năng thực hiện. Trong đây lược có hai dạng dụng thần tự tại hành chuyển đến lui qua trời phạm thế: một, hồi chuyển qua lại tự tại; hai, ở phạm thế trong bốn đại chủng một phần tạo sắc thuận theo lực thắng giải tự tại hành chuyển như ý thích. 6. Tưởng thứ tự tùy nhớ các hành đã thọ, do tưởng đây từ giai đoạn thơ ấu cho đến hiện nay nhớ nghĩ tự tại không bị ngăn ngại, tùy theo từng giai đoạn khác nhau, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, nói rộng tất cả hành đã thọ trước kia từ tổng thể cho đến chi tiết đều rõ biết nhớ nghĩ. Vì tu tập nhiều tu tập đối với việc đây nên chứng đắc quả tu, nói rộng cho đến tất cả hành tướng ở nơi vô lượng kiếp sống đời trước, tất cả đều đã nói, đều có thể nhớ nghĩ. 7. Tưởng hội tụ trùng trùng dạng lại âm thanh, do tưởng đầy khắp ở những nơi có nhiều người hội họp như thôn xóm làng mạc, hoặc ở chúng trường già, hoặc chúng trong thôn xóm, hoặc các tạp chúng khác, hoặc ở nơi rộng lớn, hoặc nhà, hoặc phòng vô số phẩm lại, những nơi phát sinh trùng trùng dạng lại âm thanh lẫn tạp sai khác, gọi là âm thanh huyền náo, hoặc âm thanh của các dòng nước chảy xiết, hoặc âm thanh của tiếng sóng vỗ, kéo nắm giữ các tướng đây dụng tu tập tác ý định địa mà thành tựu. Ở trong chúng trời người hoặc xa hoặc gần, âm thanh của thánh phi thánh gắng sức lắng nghe phân biệt, do tu tập nhiều tu tập chứng đắc quả tu thiền nhĩ thành tịnh, do đây có thể nghe được tất cả âm thanh hoặc gần hoặc xa, dưới từ cõi nhân gian trên cho đến cõi trời. 8. Tưởng sắc tướng quang minh, ở nơi chủ chủ tướng quang minh như trước đã nói, kéo nắm giữ tướng ấy rồi tác ý tư duy. Lại ở nơi trùng trùng nghiệp dụng thiện bất thiện sai khác của các hữu tình, khéo nắm giữ tướng ấy tác ý tư duy tướng kia, đây gọi là tưởng sắc tướng quang minh. Do tu tập nhiều tu tập nên chứng đắc quả tu sanh tử trí thông, do thiện nhãn thông thành tịnh đây, thấy các hữu tình bỏ thân này sẽ đến sanh trong các đường thiện của cõi trời hay cõi người. 9. Tưởng các sắc biến đổi do phiền não, do tưởng đây nên đều hiểu rõ phân biệt trùng trùng phiền não như tham khỏe ngu si phẫn hận thú phú não cuống xiểm keo kiệt tật đố kiêu hại không tàng không quý, và các loại phiền não tùy phiền não khác quấy nhiễu trói buộc tâm của các loại hữu tình, trùng trùng vị sắc tướng sắc biến đổi. Loại sắc như thế này là người tham dục có phần vị sắc tướng sắc biến đổi như sau, đó là các căn lao sao, các căn trạo cử, nói thường cười mỉm. Loại sắc như thế kia là người sân khỏe có phần vị sắc tướng sắc biến đổi như sau, đó là mà thường nhăn nhó, lời nói keo rít, lời nói thường đổi sắc. Loại sắc như thế nọ là người ngu si có phần vị sắc tướng sắc biến đổi như sau, đó là phần nhiều câm ngọng, sự nghĩa ám muội, lời nói không phân biệt rõ ràng, lời nói nhiều thô thiển. Do hết thảy hành tướng như vậy, nói rộng cho đến kẻ bị trói buộc quấy nhiễu bởi không biết hổ thẹn có phần vị sắc tướng sắc biến đổi, nên biết cũng vậy, đã khéo nắm giữ tướng ấy lại tiếp tục tác ý tư duy, do tu tập nhiều tu tập nên phát sanh quả tu trí tha tâm sai biệt. Do chỉ đây đối với tâm ý thức của các loại hữu tình khác nhau, tùy theo chỗ tầm tư, tùy theo chỗ quán xét đều rõ biết như thật. 10, 11, 12 tưởng giải thoát, tưởng thắng xứ, tưởng biến xứ, thì cũng giống như cách thức tu tạm mà hí địa trước đã nói,
Do ở nơi tưởng đây thân cận tu tập, nhiều tu tập nên năng hiển phát thần thông tối thắng, hoặc biến sự thông, hoặc hóa sự thông, hoặc thắng giải thông, cũng năng dẫn phát vô chánh nguyện trí. Bốn vô ngại giải là pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, tứ vô ngại giải và biện vô ngại giải, trùng trùng công đức. Lại nữa, thần cảnh thông của thánh và phi thánh có sự sai khác. Thần thông thánh thì tùy việc mà biến, tùy việc mà hóa, tùy việc mà thắng giải, tất cả năng thành tựu trọn vẹn như thật, không biến đổi, có dụng thực tế. Có thần thông phi thánh thì chẳng được như vậy, giống như viễn hóa chỉ có thể xem thấy, không thể thọ dụng. Nên viết 12 loại tưởng đây, thân cận tu tập, nhiều tu tập tùy chỗ thích hợp năng dẫn phát năm thứ thần thông. Lại năng dẫn phát các loại thần thông không cùng chung với hàng dị sanh, nhiều chỗ thích hợp cùng chung với công đức của các bậc thánh. Lại nữa, trong đây nếu khéo tu tập từ sơ tịnh lự phẩm hạ trung thượng, thì tùy chỗ thích hợp sẽ sanh trong chúng đồng phận, cõi trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm. Nếu khéo tu tập ở đệ nhị tịnh lự phẩm hạ trung thượng, thì tùy chỗ thích hợp sẽ sanh trong chúng đồng phận, cõi trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời tịnh quang. Nếu khéo tu tập ở đệ tam tịnh lự phẩm hạ trung thượng, thì tùy chỗ thích hợp sẽ sanh trong chúng đồng phận ở cõi trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Nếu khéo tu tập đối với đệ tứ tịnh lự phẩm hạ trung thượng, thì tùy theo chỗ thích hợp sẽ sanh trong chúng đồng phận ở cõi trời vô vân, trời phước sanh, trời quảng quả. Nếu quả bất hoàn dùng vô lậu đệ tứ tịnh lự, huân tu xen tạp với hữu lậu đệ tứ tịnh lự, tức ở trong đây thành tựu phẩm hạ, phẩm trung, phẩm thượng, phẩm thắng thượng, phẩm cực thượng, đã khéo tu tập rồi, tùy theo đó mà sanh ở trong chúng đồng phận ở cõi trời ngũ tịnh cư, bao gồm trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời giác cứu cánh. Nếu khéo tu tập ở không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thì tùy theo phẩm hạ trung thượng sẽ sanh trong chúng đồng phận ở cõi không xứ, cõi thức xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cõi trời tùy hành. Mỗi mỗi vị trời kia không có hình sắc nên cũng không có nơi chốn sai biệt, nhưng trụ ở nơi sở tác có khác biệt. Nếu khéo tu tập ở vô tưởng định sẽ sanh trong chúng đồng phận trời vô tưởng hữu tình. Lại nữa, do biết tướng của người ly dục, người ly dục thành tựu thân nghiệp an trụ các căn không loạn động, oai nghi tiến dừng khi đi khi đứng không trạo cử dao động. Ở nơi một oai nghi có thể trải qua thời gian lâu mà không nhiều sự nôn nóng sợ hãi, chọn không để mất oai nghi. Người kia sử dụng ngôn từ uyển chuyển, ngôn từ tịch tĩnh, ngôn từ an tường, không vui thích ổn tạc, không vui thích những nơi chúng tạc huyền náo. Mắt thấy sắc, nhận biết rõ là sắc mà không nhân đó khởi tham sắc. Như vậy, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, tùy nhận biết rõ âm thanh cho đến cảm xúc mà không nhân đó phát khởi tham âm thanh cho đến tham cảm xúc. Người kia có lực vô sở úy, giác tuệ thâm sâu, khinh an trải khắp, thân tâm ẩn mật, không tham lam, không nóng giận, lại có khả năng khảm nhẫn, không bị các ác tầm tư như trùng trùng tầm tư dục nhiễu loạn nơi tâm. Hết thảy dạng loại như vậy gọi là tướng của người ly dục.